tiên mình lên CS Play, mình tải ADS, sau đó mình bấm vô cái biểu tượng ADS này, rồi mình đăng nhập tên mail với mật khẩu vô. Thì chỗ này nó cho mình thống kê là ngày hôm nay, ngày hôm qua là chạy bao nhiêu. Hiện tại ngày hôm nay hai lượt nháp số lượt hiển thị 41, chi phí trung bình là 3.600 và tính là chi phí của ngày hôm nay là 7.000 mấy đó. Đó là thống kê trên đây. Mình muốn nạp tiền vào tài khoản thì bấm vô thêm, mình chọn là lập hóa đơn thanh toán. Sau khi mình vô lập hóa đơn thanh toán á, mình cho nó chạy xong. Lại đây là nó có số dư của mình là bao nhiêu đây. Hiện tại tài khoản này còn 92.000, mình bấm vào thanh toán. Mình đây là thanh toán tiếp 160.000. Mình muốn mà thanh toán số khác mình có thể bấm vô dấu này và mình chọn cái là số tiền khác. Ở đây mình có thể nhập số tiền bất kỳ nhưng mà tối thiểu nó là phải là 160.000 trở lên, xong mình bấm vô thanh toán là xong. Sau khi mình thanh toán xong á, trước khi mình thanh toán á thì trong Momo mình phải có tiền. Nếu mà trong Momo mình không có tiền mà mình vô đây mình cố tình thanh toán thì tài khoản của mình có sự khả năng sẽ bị khóa. Sau khi mình thanh toán xong á, thì tiền trong Momo nó sẽ bị trừ và số tiền này của mình nó sẽ được cộng lên. Ví dụ ở đây là nó có 92.000, mới nãy mà thanh toán 200 thì chỗ này sẽ thành 292. Sau đó mình bấm nút này để mình thoát ra. Rồi để ý quản lý ngân sách hàng ngày và giá lượt nháp thì mình bấm vào chiến dịch. Mình bấm vào cái tên chiến dịch đó của mình, nên là tên chiến dịch này là bấm vô. Sau khi bấm vô tên chiến dịch thì trên đây nó xuất hiện cái bánh răng, mình bấm vô cái bánh răng. Xong rồi ở đây là ngân sách hàng ngày, ở đây là bật tắt chiến dịch, thì mình có thể ở đây tắt này tắt đây, bật này bật đây. Đây là ngân sách hàng ngày trung bình, mình có thể bấm vô và mình chọn một cái số nào khác, sau đó bấm lưu lại. Ở đây là tối ưu hóa số lần nhấp chuột, thì chỗ này cái lần nhấp này á thì mình luôn để nó là lần nhấp, đừng có chuyển đổi qua những cái khác. Mình chuyển đổi qua những cái khác thì có thể quảng cáo mình nó sẽ không chạy. Còn cái này là giá lượt nhấp, giá lượt nhấp ở đây thì tùy theo mình muốn hạn như thế nào mình sẽ để cái giá này tương ứng với nó là được. Ngoài ra hoặc mình có thể không đặt giá luôn, thì mình bỏ ô này đi xong mình bấm lưu là xong đó, mình đặt giá hay không mình đặt vậy, sau đó bấm ý thoát ra. Vô đây thì cái đây là ngày kết thúc, mình muốn đặt thì mình đặt. Cái này là địa điểm, địa điểm thì mình vô trong địa điểm này mình có thể là tăng giảm cái địa điểm của mình sao cho nó, mình muốn đẩy mạnh địa điểm nào bấm vô thêm nó một cái, bấm bật nó lên. Chỗ này mình có thể tăng địa điểm lên nhiều phần trăm đó, ví dụ đặt giá 5.000 đi mà tăng 50% sẽ lên 2.500, mà tăng 100% thì nó sẽ lên thêm 5.000, vậy là khi người ta nhắc vào thì nó sẽ lên 10.000 đó. Mình muốn không nữa thì mình cứ để về không, mình tắt luôn đi đó, vậy cũng được là xong. Đây là những địa điểm này, cái này có địa điểm tăng 10% mà, sau đó bấm nó thoát ra. Mình muốn tăng thiết bị thì mình vô phần thiết bị mình tăng. Đó, trong thiết bị thì nó có 3 loại thiết bị này, mình muốn tăng thiết bị nào thì bấm vô nó, mở nó lên và tăng phần trăm giống như địa điểm, sau đó bấm lưu lại là xong. Bấm thoát ra. Đó. Rồi, mình có thể vào thêm, mình vào từ khóa. Thì trong đây là danh sách từ khóa của mình hiện tại đây. Đó, mình muốn thêm từ khóa mới thì mình bấm vô dấu cộng này và mình bấm vô tên. Ở đây là thêm một từ khóa, mình bấm vô. Trước khi thêm từ khóa thì chỗ này mình luôn chọn là cụm từ ha. Mình đánh vô taxi, taxi 4 chỗ ví dụ vậy, giá rẻ đó, ví dụ vậy đó. Ra bấm xong, mình muốn thêm từ khác nữa mình cứ bấm vô đây, chọn cụm từ, chọn cụm từ nha, taxi 7 chỗ giá rẻ. Rồi xong rồi bấm xong. À, muốn thêm nữa thì cứ bấm vô, còn mà không muốn nữa thì bấm lưu thôi, lưu thao tác để cho nó lưu lại. Đó, đó là cách thêm từ khóa. Rồi ở đây là có từ khóa phủ định. Từ khóa phủ định này mình muốn chặn cái từ khóa đó, khi người ta tìm từ khóa đó nó sẽ không ra mình. Đó, mình có thể chặn thì cũng bấm vô dấu cộng này. Chỗ này cũng là cái dấu này luôn. Ví dụ như cài, ví dụ như là từ thì mình muốn chặn từ nào chọn, ví dụ như mình chặn cái hãng nào đó cũng được, hoặc mình là ghi chặn từ việc làm mà taxi đi, công việc taxi, ví dụ lái taxi đi, lái
taxi đó, mình không muốn người ta khi tìm cái từ lái taxi này ra mình thì mình có thể chặn từ này đi và tiếp theo đó, sau đó mình muốn thêm từ khác mình cứ thêm đây, xong làm xong hết thao tác mình bấm lưu lại là xong đó. Đây là danh sách từ mà mình đã chặn đó, xong hết thì bấm nút tổng quan rồi mình kiểm tra thôi. Khi nào mình thấy cái lực nhấp và lực hiển thị mình tăng lên là biết quảng cáo mình nó chạy. Thì quảng cáo thông thường nó sẽ duyệt từ 1 đến 5 ngày, thấy cái lực nhấp và lực hiển thị lên là quảng cáo nó chạy. Thông thường thì một ngày là quảng cáo nó duyệt xong. Cái này là danh sách từ khóa mà khách hàng họ tìm nè, mình đọc coi mình thấy cái từ nào mà không hợp lý thì mình có thể vào cái chỗ từ khóa phủ định để mình chặn cái từ khóa đó lại, để lần sau người ta tìm từ khóa nó không ra mình nữa. Đó là cách chặn chặn để mình tiết kiệm được chi phí để người ta nhấp với từ khóa mà mình không mong muốn. Nó toàn bộ thao tác thì nó có vậy thôi. Và đề xuất của Google, Google có đề xuất đó, thì mình đừng có bấm áp dụng nha. Mình bấm áp dụng là nó dễ bị lỗi lắm, không nên bấm áp dụng. Rồi, video tới đây là hết. Xin cảm ơn.